Ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi số 1, đặt tại trường Tiểu học Liên minh Công Nông, đường Nguyễn Thị Rành, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cho biết, bệnh viện có quy mô ban đầu 200 giường, có 11 khu chức năng tổ chức tiếp nhận thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, chăm sóc, cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa và trung bình. Trong đó có 100 giường dành cho cấp cứu các trường hợp F0 chuyển nặng. Bệnh viện được trang bị hệ thống oxy lỏng, máy thở, máy tạo oxy, giường điều trị và các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt việc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt, đây là bệnh viện không đồng ngân sách khi toàn bộ kinh phí sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị, máy móc và các vật dụng khác được các cá nhân tổ chức tài trợ và trực tiếp thi công lắp đặt. Trong quá trình chuẩn bị thành lập bệnh viện, huyện Củ Chi đã nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã vận động cho bệnh viện gói trang thiết bị hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, Chủ tịch nước cũng đã trao tặng huyện Củ Chi 5 tỷ đồng và 5 máy thở cho công tác phòng chống dịch. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao quà hỗ trợ của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi số 1, gồm 1 xe cấp cứu, 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 3, 50 giường cấp cứu cao cấp, khẩu trang N95. Các đơn vị cũng ủng hộ bệnh viện 300 triệu đồng, 50.000 khẩu trang y tế, 50 giường bệnh nhân, 10 máy thở, 2.000 tấm chắn giọt bắn, 20.000 khẩu trang y tế.